Xin chào tất cả các bạn, Nam mới có một chuyến lưu diễn ở Nga về, và ở bên Nga Nam nghe được một giai điệu bài hát Chắc Ai Đó Sẽ Về của Sơn Tùng. Bài hát da diết lãng mạn và nghe bên đó bỗng dưng là thế hết cô đơn. Và hôm nay Nam sẽ mạ giọng của Khánh Phương, Duy Mạnh và Lan Trường để thể hiện ca khúc này. Các bạn đừng gạch đá xem vui vẻ nhá, đừng có cãi nhau nhá. Thế nhá, và sau đây ca khúc xin phép được bắt đầu. Em tìm quá khứ, nhớ lắm ký ức anh và em. Trở lại anh yêu thương anh, xin hãy về đây đây. Bàn tay yêu ớt cô giữ em mơ lây. Ngỡ giọt nước mắt lại dài trên mi. Cứ thế anh biết phải làm sao. Tình yêu trắng anh đã mất, phải dần đi theo gió bay. Còn lại chỉ nơi đây cô đơn xiên hơi. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm mơ vơ anh thấy đâu em có biết không. Em ơi anh nhớ, em ơi anh rất nhớ. Cái không nói anh mất quá, em sợ đời vỡ nơi đâu. Chắc anh nó sẽ sớm quay lại thôi. Chắc anh nó sẽ sớm quay về thôi. Cầm bó hoa trên tay đã mắt dài. Đêm nhớ em. Dài trên mi, cứ thế anh nguyện phải làm sao? Tình yêu trong em đã mất, phải dần đi theo gió bay. Còn lại chỉ nơi đây cô đơn riêng lẻ. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Có thể không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm mơ vơ anh thấy đâu em có biết không. Em ơi anh nhớ, em ơi anh rất nhớ. Tại câu nói anh bất quan giờ này ở nơi đâu. Chắc anh nó sẽ sớm quay về thôi. Chắc anh nó sẽ sớm quay về thôi. Tấm tóc hoa trên tay đã đoạn này cao lắm các bạn ạ. Trời ơi cao. Mình sẽ cố gắng để lên thớt đoạn này. Giá sổ sổ giá, giá sổ sổ giá. Và như thế là á hự, á hự, á hự. Cầm bông hoa trên tay, nước mắt coi như thế là rơi. Anh nhớ em. Các bạn xem vui vẻ nhá. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. See you again.